Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nhịp sống miền Đông được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, một trong những nội dung mới mà Nghị quyết 24 về phát triển vùng Đông Nam Bộ, đó là Đông Nam Bộ phải trở thành một hình mẫu tiêu biểu, hiệu quả cao trong hợp tác liên kết vùng, cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại, lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Hiện nay tại các địa phương vùng Đông Nam Bộ, xác định việc chuyển đổi hoặc xây dựng mới các khu công nghiệp sinh thái là vô cùng cần thiết, mở ra những cơ hội lớn, lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trong cuộc đua thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI. Trên thực tế, cạnh tranh trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện đang diễn ra vô cùng gay gắt, không chỉ giữa các quốc gia tiếp nhận đầu tư với nhau, mà còn có sự cạnh tranh giữa các nước tiếp nhận đầu tư với các quốc gia xuất khẩu đầu tư. Tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đang là chiến lược mà nhiều địa phương trong vùng Đông Nam Bộ đang bám sát. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Đây là buổi lễ trao giấy phép đầu tư của tỉnh Đồng Nai cho hàng loạt doanh nghiệp FDI. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các nhà đầu tư, bởi từ nay họ sẽ là một phần quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi được đầu tư tại Đồng Nai. Đây là cái nôi cho sự phát triển của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi đặt rất nhiều nhà máy tại Đồng Nai và nhà máy nào cũng hoạt động hiệu quả. Đủ thấy sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn. Là tỉnh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam, vùng có cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, phát triển và năng động nhất hiện nay, là trung tâm cửa ngõ kết nối, giao thương, đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật với nhiều vùng kinh tế khác của Việt Nam và hướng ra quốc tế. Tỉnh Đồng Nai hiện có số lượng các khu công nghiệp lớn nhất cả nước với 39 khu công nghiệp được quy hoạch, tổng diện tích đất trên 18.500 ha. Trong đó, 33 khu công nghiệp được cấp phép thành lập với tổng diện tích trên 10.514 ha. Đồng Nai cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo điều hành. Trong đó đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp cần tập trung ưu tiên chỉ đạo tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành DDCI vừa được triển khai, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, nỗ lực giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả thị trường thế giới, khu vực trong nước để kịp thời có các cái giải pháp phù hợp, đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong 4 tháng đầu năm 2024, thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp của tỉnh đạt gần 2.000 tỷ đồng, đạt hơn 99,5% kế hoạch năm. Các dự án trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh từ đầu năm đến nay, đa số là xây dựng nhà xưởng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút khoảng 650 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước, vốn đăng ký gần 81,2 ngàn tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong nước sản xuất nhiều ngành nghề như dệt may, sản phẩm gỗ, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào chuỗi cung ứng cho các đối tác nước ngoài, nên sản phẩm vừa có thể tiêu thụ trong nước, vừa xuất khẩu sang nhiều nước. Sau 30 năm xây dựng và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố, đã có 9 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, một doanh nghiệp FDI được chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao và hơn 20 doanh nghiệp khác đầu tư vào những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao như cơ khí chính xác, linh kiện điện, điện tử, tự động hóa, thiết bị y tế cao cấp, pin năng lượng mặt trời. Đặc biệt, một số nhà đầu tư bắt đầu đi vào công nghệ của nền kinh tế tri thức như sản xuất con chip, thiết kế vi mạch. Cơ cấu lao động được chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao động sang 4 ngành công nghiệp chủ lực: cơ khí, điện, điện tử, hóa dược và chế biến tinh lương thực, thực phẩm, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của thành phố. Chúng tôi đánh giá chủ trương thành lập và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố là một chủ trương rất đúng đắn, góp phần phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp của thành phố và thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố nói riêng và của đất nước nói chung. Hiện nay, vốn đầu tư vào ngành điện tử, công nghệ thông tin ở các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
chiếm 4,78% tổng số vốn các dự án với số vốn đầu tư 1,81 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ thu hút vốn đầu tư bình quân tính trên 1 hectare đất là 17,61 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, với những ngành thâm dụng lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, vốn đầu tư chiếm 17,51% tổng số dự án với số vốn đầu tư 1,79 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ thu hút vốn đầu tư bình quân tính trên 1 hectare đất là 5,57 triệu đô la Mỹ. Con số này đã nói lên thực tế hiệu quả thu hút đầu tư ngành công nghệ cao luôn ưu thế và cao hơn nhiều so với các ngành thâm dụng lao động, các ngành sản xuất truyền thống. Từ đây cũng đặt ra bài toán đối với các công ty hạ tầng, quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp là làm sao giảm các ngành thâm dụng lao động, chuyển hướng thành khu công nghiệp xanh, thu hút chất xám, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Thời kỳ chúng ta đã thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà khởi đầu là xây dựng khu chế xuất Tân Thuận, tiếp nối là khu chế xuất Linh Trung vào 1991 và 1992. Với hình thành hai khu chế xuất này đã mở ra đất nước ta đến hôm nay là trên 400 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Với tổng vốn đầu tư của cả nước bây giờ là 200 tỷ đô la với hàng chục ngàn nhà máy. Và phải nói sự thành công của quá trình công nghiệp hóa đang đặt ra vấn đề trong thời gian tới là chúng ta phải tiếp tục phát triển. Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố theo hướng hiệu quả và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 do HEPSA xây dựng nêu rõ. Thành phố sẽ xây dựng các khu công nghiệp mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao, phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, đối với khu vực phía đông thành phố sẽ được bố trí trong khu đô thị sáng tạo, tương tác tốt phía đông thành phố để bảo đảm không gian sản xuất công nghệ cao. Đối với phía nam thành phố sẽ chuyển đổi theo hướng thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao đối với khu chế xuất Tân Thuận và hình thành khu công nghiệp sinh thái đô thị cảng đối với khu công nghiệp Hiệp Phước. Việc chuyển dịch đầu tư sẽ là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp thâm dụng lao động, các ngành thâm dụng lao động, mức lợi nhuận thấp sẽ tự động chuyển dịch ra khu vực xa hơn, có mức chi phí thấp hơn để bảo đảm giá thành sản xuất hợp lý. Từ 5-6 năm trước đến nay, chúng tôi đã nỗ lực cố gắng thu hút một số doanh nghiệp công nghệ cao đến khu chế xuất Tân Thuận. Ở giai đoạn đầu, khoảng 90% các doanh nghiệp đầu tư vào khu đều thuộc các ngành công nghiệp truyền thống, thâm dụng lao động cao, nhưng giai đoạn này cũng đạt được thành công cơ bản. Nhưng từ khoảng 6 năm trở lại đây, các ngành cung cấp dịch vụ công nghệ cao, giá trị gia tăng cao đã chiếm gần 40-50%. Trong số này phải kể đến các công ty như VNG, CMC, FPT, VNB đều đã xây dựng các trung tâm dữ liệu trong khu chế xuất. Một số công ty như AMCC, Maxwell trong tòa nhà vườn ươm doanh nghiệp của chúng tôi cũng đều là những doanh nghiệp về phần mềm công nghệ cao. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2002. Đến nay, khu công nghệ cao đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 163 dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều dự án của các tập đoàn, công ty công nghệ cao như Intel Hoa Kỳ, Samsung Hàn Quốc, TTI Đức, NTT Nhật Bản. Các doanh nghiệp không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn liên tục tăng vốn, đầu tư mở rộng sản xuất tại khu công nghệ cao, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố. Trong giai đoạn mới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Đây cũng là tiền đề để hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp tại miền Đông Nam Bộ. Khu công nghệ cao phải có vai trò là gì? Hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh và những trung tâm đó có thể là chia sẻ dùng chung không phải với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh mà nó còn dùng chung đối với các khu công nghệ cao ở các vùng. Đó cũng chính là cơ sở hình thành vùng động lực công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ số, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, từ bước hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp, xây dựng vùng động lực công nghiệp, công nghệ thông tin, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chương trình Nhịp sống miền Đông kỳ này đến đây là kết thúc. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo.